Thách cái gì khó hơn đi chứ cái này dễ ẹt Là phanh cứng của màu hồng thì làm sao tôi có thể chịu thua trước thử thách này Tính bắt lỗi tóc của tôi còn màu đen chứ gì Đợi xíu biến hình liền nè Đỡ ngon chưa Rồi full cây hồng rồi nha Nhưng mà để thử thách thuyết phục hơn tôi sẽ tới một cái nơi để mua mỹ phẩm toàn là màu hồng Ánh mắt ta chạm nhau Không biết phải mua gì đây Thôi thì mình mua cái bộ collagen màu hồng rồi sau đó mình mua luôn cái bộ vitamin C được không Tại vì cái này nó cũng màu hồng luôn Cái phấn nước che phủ cực đỉnh Espo này không phải màu hồng Nhưng mà đang có chương trình khuyến mãi tặng thêm một hộp má hồng Wow không thể dễ thuyết phục hơn vô tình thấy được hộp kem giúp làm hồng bờ mông tại vì nó màu hồng cho nên mình mua chứ không phải là mình bị thâm mông đâu nha sẵn tay mình lấy luôn cái loại nước hoa giúp làm thơm con tim vô shop mỹ phẩm mà không một son thì đúng là biến thái mà tôi không có chơi ăn gian nha tôi mua cái son sugar này màu hồng đó thì cái bao bì màu hồng thôi chứ ở trong nó màu cam đất Nice. Son này bữa trước mua rồi mà mê quá giờ phải mua thêm. Muốn phiến mãi thì phải qua quầy Maybelline nè. Mua một son Maybelline sẽ được tặng một mascara và một kem lót. Chưa hết đâu nha, hóa đơn Maybelline 399 sẽ được tặng thêm một cái túi hồng nè. Đó, có màu hồng rồi nha. Mặt nạ cũng đang được sale quá trời luôn. Tôi đang tìm coi có cái loại nào cho da nhạy cảm không thì chị nhân viên tư vấn cho tôi là nếu mà da nhạy cảm và đang trong quá trình phục hồi da thì nên sử dụng bộ sản phẩm của Fashion này. Hên quái nó có màu hồng cho nên là tôi lấy nguyên một bộ. Rồi tới công chuyện luôn, mua serum L'Oréal tặng kem dưỡng L'Oréal. Ờ chị ơi có tặng luôn cái hộp kem này không chị không em ơi cái đó để bán em ủa shop bán đồ rồi. em tự shop làm từ thiện á tại vì khuyến mãi quá trời trời có nhiêu đó nhầm nhò gì em mua một nước tẩy trang cô cool tặng một keo rửa mặt mua một tinh chất bí đao tặng một chấm mụn tuy là cái này màu đen nhưng mà ông bà ta có Blackpink in your area có nghĩa là hai cái này sinh đôi cùng cha khác màu yeah. Tưởng đâu nhiêu đó đã chạm tới đỉnh cao sale sập sàn rồi chứ chưa Nghe nói đâu là tháng 5 có chương trình khuyến mãi khủng hơn Ngày 19 tháng 5 sinh nhật bác có khuyến mãi lớn rồi cuối tháng 5 có thêm khuyến mãi nữa Khuyến mãi gì thì các bạn nhớ lên fanpage Lam Thảo Cosmetics mà theo dõi nha Chứ nhiều quá ai đâu mà kể cho hết Để kết thúc một ngày toàn hồng hôm nay mình sẽ đi thử đồ cho event sắp tới Bạn nào muốn màu gì nữa thì comment dưới đây nha